giải thưởng không quan trọng, đối với anh là thắng thua không quan trọng. Rồi vậy xong rồi thi gì nữa, anh không quan trọng đúng không? Anh với em đứa 10 triệu. Ừ, không, mình trao giải luôn đi. Bây giờ là song kiếm hợp bích. Hợp lại rồi đây, viết cho bằng được bên kia. Bây giờ tụi mình đoàn kết nha. Đoàn kết tụi mình đổi chiến lược, bây giờ tụi mình không đấu với nhau nữa. Ok. Bây giờ đoàn kết là chết hết. Đi xuống. Bây giờ...